bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga trong khuôn khổ chiến dịch tấn công xuyên biên giới lịch sử, đồng thời tập trung các nguồn lực cho chiến dịch này. Nhưng ở miền đông Ukraine, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi chống đỡ các đòn tấn công như vũ bão và Donetsk. Nga giáng đòn vũ bão vào Donetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông của nước này rất khó khăn. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có hàng chục cuộc giao tranh ở một số điểm nóng trên tiền tuyến theo hướng đó. Một số báo cáo cho rằng Ukraine có thể đã chuyển một số nguồn lực quân sự từ khu vực Donetsk ở phía đông, nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine, để tiến hành tấn công Kursk. Nhiều chuyên gia lo ngại động thái này của Kiev có thể là sai lầm nghiêm trọng. Kể từ ngày 6 tháng 8, khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới, Nga đã tiến thêm được vài km về phía thành phố Bobrov thuộc Donetsk ở phía đông Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Jelen, cách Bobrov gần 20 km, cùng nhiều ngôi làng và một số khu định cư khác. Hơn 50.000 dân thường vẫn ở lại Bobrov. Nếu Nga chiếm được thành phố này, thì đây sẽ là trung tâm dân số lớn nhất mà Moscow kiểm soát kể từ tháng 5 năm 2023. Đối với Ukraine, việc mất Bobrov sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Bobrov là trung tâm hậu cần của Ukraine, nằm ở ngã ba của hai con đường chính xuyên qua khu vực. Việc chiếm thành phố này được coi là chìa khóa để quân đội Nga thực hiện mục tiêu của Tổng thống Putin là kiểm soát các vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, còn gọi là Donbass. Quân đội Nga đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho khu vực này. Các cuộc tấn công của Nga tại Donbass ngày càng dữ dội hơn, bất chấp vùng biên giới Kursk đang bị Ukraine xâm nhập. Một nhà phân tích cho rằng, trọng tâm chính của Tổng thống Putin là hướng đến Donetsk, đặc biệt là thành phố Bobrov. Theo các quan chức địa phương, quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố gần 10 km. Moscow được cho là đang chiến đấu để chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine bên ngoài Bobrov, cách thị trấn lân cận Mianorad hơn 6 km. Một quan chức phương Tây lưu ý, nếu như trước đây Nga thường tìm cách chiếm giữ các thành phố của Donetsk, chẳng hạn như Avdiivka, bằng những cuộc tấn công sử dụng phương tiện cơ giới hạng nặng do xe tăng và xe bọc thép dẫn đầu, kết hợp với các cuộc ném bom trên không tầm xa, thì hiện tại Nga chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng bộ binh và những đơn vị nhỏ để tiến về phía Bobrov. Quan chức này nói thêm rằng, những cuộc tấn công bằng bộ binh và các đơn vị nhỏ của Nga đã gia tăng trong tuần vừa qua. Xét về tốc độ mà Nga có thể tiến quân mỗi ngày, thì quân đội Ukraine tại Bobrov đang thực sự phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine báo cáo rằng, Nga đã chiếm giữ 3 thị trấn khác ở phía nam Bobrov. Ngoài ra, Moscow cũng tiến gần tới Novogrodzhivka, Javitny và Zhivchi, 3 thị trấn khác ở Bobrov. Các lực lượng của Nga đã đạt được nhiều thành công hơn dọc theo tiền tuyến ở vùng Donetsk và đang nỗ lực tiến về phía các thị trấn Torez và Siversk. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát thị trấn New York gần Torez. Theo đánh giá của các cơ quan phương Tây, để có được thành công tại Donbass, Nga đang mất binh sĩ với số lượng nhiều hơn con số mà họ có thể tuyển dụng. Quan chức này lưu ý rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có khả năng mở rộng quy mô tuyển dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Mặc dù Moscow đã đưa ra những tiêu chí hấp dẫn để khuyến khích người dân nhập ngũ trong những tháng gần đây. Trong thông báo trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Zelensky cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Bobrovsky. Lực lượng phòng thủ đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Torez. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đạt được những kết quả mới ở Kursk. Ukraine sắp mất cả trí lẫn chài. Ukraine hiện đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tại khu vực Kursk của Nga, triển khai cả những đơn vị giàu kinh nghiệm chiến đấu khác cùng nhiều khí tài của phương Tây. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập kể từ Thế chiến lần thứ hai. Chiến dịch đột kích của Ukraine nhằm tạo ra một vùng đệm ở biên giới Nga, làm giảm khả năng của Moscow trong việc bắn pháo và máy bay không người lái ở các thị trấn và thành phố lân cận của Ukraine. Kiev đã phá hủy 3 cây cầu bắc qua sông Seim ở phía tây của nước Nga, cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng của những đơn vị mà Moscow triển khai để bảo vệ khu vực này. Ông Oleksandr Zelensky cho biết, Kiev đã tiến vào Kursk từ khoảng 28 đến 35 km, chiếm được 1.263 km2 lãnh thổ Nga và 93 khu định cư. Để đạt được thành công này, Ukraine cũng phải trả giá đắt. Theo giới phân tích, mỗi km2 mà Ukraine chiếm được tại Kursk có thể khiến nước này mất thêm diện tích lãnh thổ tại Donetsk. Một số người suy đoán, nếu ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, Ukraine có thể bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga và Kiev muốn sử dụng các vùng lãnh thổ chiếm được ở biên giới Nga làm con bài mặc cả. Ngoài mục đích giành lợi thế chiến trường và nâng vị thế đàm phán, giới quan sát cho rằng chiến dịch tấn công của Ukraine còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và đồng minh NATO, giúp họ xua tan nỗi e ngại về nguy cơ Nga có những hành động quyết liệt hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Còn quá sớm để dự đoán liệu Ukraine có thể giữ vững được thành quả này của họ hay không.
quân đội Ukraine đang phải chịu cảnh thiếu hụt nhân lực và đã rút quân dự bị từ các tiền tuyến khác như ở Donetsk và Kharkov để đưa họ vào trục chiến đấu mới. Trong những tuần trước, các lực lượng của Ukraine ở Kherson có thể bị kéo căng quá mức và buộc phải rút lui. Ngoài ra, cho đến nay, Nga vẫn chưa chuyển hướng lực lượng của mình khỏi khu vực Donetsk. Theo báo cáo của Financial Times, vào ngày 19 tháng 8, quân đội Nga đã chiếm gần như toàn bộ thị trấn New York, tiến vào Tred gần đó và xâm nhập vào trung tâm hậu cần của Poprov. Kharat Muzika, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, đồng thời là giám đốc công ty tham vấn Rochan Consulting, chia sẻ với Financial Times rằng, với hầu hết lực lượng dự bị được đưa đến Kherson, Ukraine sẽ phải nỗ lực lấp đầy các khoảng trống phòng thủ và chống lại nhiều mối đe dọa từ phía Nga. Indian Express dẫn phân tích từ một chuyên gia Ấn Độ về các vấn đề chiến lược cho rằng Ukraine có thể đã mắc sai lầm khi tiến sâu vào Kherson. Chuyên gia này nhận định, nếu Nga không sớm ngồi vào bàn đàm phán và nếu các đồng minh phương Tây không cung cấp thêm vũ khí, đạn dược cho Ukraine, cuộc đột kích vùng Kherson có thể sẽ trở thành hành động tự sát về mặt quân sự của Ukraine. Thưa quý vị, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn 2 năm, Ukraine đã ở thế phòng thủ trong một thời gian dài, nhưng cuộc tấn công vào Kherson đã giúp nước này phần nào giành thế chủ động và buộc Nga phải nhảy theo điệu của mình. Ukraine đảo ngược tình thế. Vào đầu tháng 8, Ukraine dường như vẫn ở thế phòng thủ và mất dần lãnh thổ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công mới của Ukraine vào Kherson đã giúp nước này chiếm được hơn 1.243 km2 lãnh thổ Nga. Sau gần một năm ở thế phòng thủ ảm đạm, chiến dịch Kherson đã cho phép Ukraine giành thế chủ động và buộc Moscow phải đối phó với các động thái của Kiev. Jörg Barhoz, chuyên gia về quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, có trụ sở tại Washington, nhận định với Business Insider. Ukraine đã đứng trước lựa chọn giữa tăng cường phòng thủ ở phía đông để ngăn chặn các cuộc tấn công như vũ bão của Nga vào Donetsk hay tự tiến hành một cuộc tấn công vào phía đông bắc theo hướng Kherson. Theo ông Jörg Barhoz, tôi chắc chắn các nhà sử học sẽ tranh luận trong nhiều thập kỷ về việc sức mạnh chiến đấu được sử dụng để bảo vệ phía đông có tốt hơn so với những gì Ukraine đã làm trong chiến dịch Kherson hay không. Ông Barhoz nói, tôi nghĩ cần phải có một cuộc thảo luận thực sự ở đây, nhưng nhìn chung, nguyên tắc tốt nhất của giao tranh là đừng ngồi yên vô thời hạn và chịu đòn mãi. Ukraine hiện đã giành thế chủ động. Nga không còn giữ thế chủ động trên toàn bộ tiền tuyến giống như trong hầu hết năm 2023 nữa. Chuyên gia Barhoz nhận định với Business Insider vào tháng 4 rằng Ukraine cần tìm cách giành thế chủ động để làm Nga mất cân bằng và tước đi khả năng tập hợp lực lượng áp đảo của Moscow theo thời gian và địa điểm mà họ lựa chọn. Thay vì mạo hiểm mọi thứ vào một cuộc tấn công lớn như điều Ukraine từng làm vào năm 2023 và cuối cùng đã thất bại, thì lựa chọn tốt hơn là tiến hành một loạt cuộc tấn công nhỏ nhằm vào các điểm yếu của Nga trên tiền tuyến. Theo thời gian, các cuộc tấn công hạn chế sẽ dần làm suy yếu tinh thần chiến đấu và các nguồn lực của Nga. Theo giới quan sát, điều mà cuộc đột kích vào Kherson làm được là gây bất ngờ cho Tổng thống Putin, phá vỡ cảm giác an toàn của người dân trên lãnh thổ Nga và có lẽ quan trọng hơn là buộc các chỉ huy của Nga phải bước vào kiểu giao tranh ứng biến mà họ đang gặp khó khăn. Nó cũng là một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tương lai giữa Nga và Ukraine. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine. Những dấu hiệu hiện tại cho thấy có lẽ Ukraine đang củng cố các vị trí thay vì mở rộng chúng. Tuy nhiên, điều này khiến Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải xoay sở các nguồn lực hạn chế để duy trì các thành quả của mình trong phòng tuyến Nga, đồng thời phải bảo vệ các vùng lãnh thổ quan trọng như Kharkov và khu vực phía Nam. Điều này tức là Ukraine phải tìm ra một vài biện pháp hợp lý để tiếp tục gây sức ép lên Nga mà không mất thêm lãnh thổ. Ông Barhoz nói, Ukraine đã giành thế chủ động ở phía Bắc của chiến trường, Nga nắm thế chủ động ở phía Đông và phía Nam. Theo ông Barhoz, để duy trì thế chủ động, Ukraine phải tiếp tục tấn công tiền tuyến ở Kherson hoặc ở các khu vực riêng biệt của mặt trận theo cách đặt Nga vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ phải giải quyết. Ukraine sẽ cần thời gian, nhân lực, nhiều đạn pháo hơn và lý tưởng nhất là được nới lỏng việc sử dụng các vũ khí như ATACMS ở Nga. Một phần là để đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn trên không khi quân tiếp viện của Moscow đến Kherson. Ít nhất thì cuộc tấn công vào Kherson đã làm phức tạp thêm những tính toán chiến lược của Moscow. Cho đến nay, Nga chưa cảm thấy bị buộc phải bảo vệ mạnh mẽ phần lớn chiến tuyến dài 1.000 km. Điều này cho phép Moscow huy động lực lượng đông đảo ở các khu vực như Donetsk. Ông Barhoz nói, không rõ động thái tiếp theo của Ukraine là gì. Chúng tôi đang thấy rất nhiều báo cáo kỳ lạ và hầu hết là không có căn cứ về các cuộc tấn công của Ukraine trên khắp chiến trường, từ Polohi trên tuyến Zaporizhia đến gần Zabrama ở Bryansk và những nơi khác ở Belgorod. Dù vậy, Kiev vẫn đang khiến các chỉ huy Nga phải đề cao cảnh giác. Mick Ryan, cựu tướng Australia nhận định, chiến dịch Kherson cho thấy Ukraine đã học hỏi và thích nghi sau thất bại của cuộc phản công năm 2023. Ông Ryan nói, mục đích của Ukraine ở đây cho thấy chiến thắng của Nga không phải là không thể tránh khỏi và Ukraine có thể chiến đấu cũng như chiến thắng, dường như nhằm thuyết phục những bên nghi ngờ việc duy trì ủng hộ cho Ukraine và thúc đẩy phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa.
Trên thực tế, Mỹ và đồng minh vẫn chưa thực sự thoải mái về việc này. Ukraine muốn nhằm vào các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS, nhưng Washington dường như không ủng hộ động thái đó. Trong bối cảnh này, Tổng thống Zelensky đã lập luận rằng nếu các đối tác của chúng tôi dỡ bỏ tất cả hạn chế hiện nay về việc sử dụng những vũ khí như vậy vào lãnh thổ Nga, thì chúng tôi sẽ không cần tiến vào khu vực Kursk để bảo vệ người dân Ukraine ở khu vực biên giới, cũng như ngăn chặn Nga tiến hành các hành động gây hấn trong tương lai. Trang tin Asia Times ở Hồng Kông, Trung Quốc mới đây đã đăng tải bài phân tích của ông Matthew Sussex, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Australia về chiến dịch đột kích của Ukraine tại vùng Kursk. Theo ông Sussex, việc Ukraine bất ngờ tiến vào vùng biên giới Kursk có thể xem như một bước đột phá về mặt chiến thuật và đem lại nhiều lợi thế cho Kiev. Ông Sussex cho biết, trong thời gian qua, người dân Ukraine đã phải làm quen với những thông tin ảm đạm từ tiền tuyến, nhưng chiến dịch Kursk đã thay đổi tất cả. Lực lượng Ukraine đã thành công chuyển trọng tâm xung đột tới lãnh thổ Nga và truyền thông Ukraine đang liên tục đưa tin về khu vực này. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Ukraine đã kiểm soát hơn 90 khu định cư và hơn 1.250 km2 lãnh thổ, đồng thời tuyên bố thành lập chính quyền quân sự ở vùng Kursk của Nga. Những thông tin này là cú hích rất lớn về mặt tinh thần cho binh lính Ukraine, những người đã có dấu hiệu rệu rã vì cuộc xung đột kéo dài. Về mặt chiến thuật, quân đội Ukraine đã tập trung vào việc giành kiểm soát các khu định cư như Sudza, nơi tập trung hệ thống đường sắt và đường ống khí đốt quan trọng của Nga. Chiến lược này khiến Moscow gặp khó khăn trong việc viện trợ cho tiền tuyến, buộc phải điều động thêm lực lượng để bảo vệ biên giới, qua đó giảm bớt sức ép cho lực lượng Ukraine tại Donetsk và nhiều mặt trận khác. Ngoài một diện tích lãnh thổ đáng kể, Ukraine cũng bắt giữ thêm nhiều tù binh ở Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc có một lượng lớn tù binh sẽ làm Kiev có lợi thế hơn trong các cuộc đàm phán và có thể giúp Ukraine bổ sung lại lực lượng thông qua việc trao đổi. Ngoài ra, đợt tập kích ở Kursk cũng gửi tới Moscow một thông điệp rõ ràng, chiến dịch quân sự đặc biệt mang lại hậu quả cho chính Nga. Ngoài Moscow, Kiev cũng muốn thể hiện cho Washington và phương Tây thấy rằng họ đủ năng lực để đem lại những kết quả thuận lợi trên tiền tuyến. Đây là điều vô cùng quan trọng khi sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả bầu cử tổng thống sắp tới. Về mặt chính trị, ông Sussex cho rằng chiến dịch ở Kursk đã giúp Kiev tạo áp lực ngược lại cho Tổng thống Vladimir Putin và các tướng lĩnh của Nga. Việc Moscow phản ứng chậm trước cuộc đột kích của Ukraine đã cho thấy một số vấn đề của quân đội Nga, dù Điện Kremlin sau đó đã có những động thái mạnh nhằm đẩy lùi đối thủ ra khỏi Kursk. Ông Sussex nhận định, chính phủ Nga sẽ phải đối mặt với một số kịch bản vì chiến dịch biên giới của Ukraine. Đầu tiên là việc Moscow đã không thể đảm bảo an toàn cho lãnh thổ của mình. Điều này có thể khiến dư luận bất bình. Kịch bản thứ hai tích cực hơn, khi đây có thể trở thành động lực để đoàn kết dân tộc và gia tăng sự ủng hộ với Điện Kremlin. Viễn cảnh thứ ba là sự ổn định, nhưng ý kiến phẫn nộ được khống chế ở Kursk và không ảnh hưởng tới các trung tâm chính trị như Moscow hay St. Petersburg. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!